Nếu như một ngày nào đó chúng ta đứng trước những bão tố và sự bế tắc của cuộc đời thì chúng ta sẽ làm gì? Có người thì chọn cách là tránh xa sự ồn ào náo nhiệt xô bồ này. Có người thì vẫn vui vẻ đối diện với cuộc sống. Và cũng có người họ đã chọn cách rời xa thế giới này. Cuộc sống thì vẫn luôn khắc nghiệt, mà con người thì lại quá nhỏ bé. Nên tâm niệm của mỗi người sẽ quyết định cuộc sống của mỗi người. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại trên con đường mà chúng ta đang đi. Phía trước sẽ còn nhiều con đường đẹp để đi, còn nhiều khúc quanh mà ta chưa được khám phá, và nhiều cảnh đẹp mà ta chưa được thưởng thức. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc này. Hãy nhìn về những điều tốt đẹp ở tương lai mà bước tiếp. Nói thì dễ lắm, mà làm thì khó. Nhưng khi chúng ta chưa bắt tay vào làm thì con đường nào chúng ta đi thì cũng sẽ chông chênh cả. Muốn bình an thì phải gieo hạt giống bình an. Còn muốn bất an thì gieo hạt giống bất an. Dù cuộc sống này mang đến cho ta nhiều sự tổn thương, nhưng hãy luôn vững tin vào cuộc sống. Bởi vì cuộc sống này đã khốn khó nhiều rồi, sao ta cứ làm khó nhau hoài.